Tiểu thuyết Stephanie Ngọn Lửa Tình, tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 17: Bệnh dịch hoành hành. Stephanie dẫn Emme về ngôi nhà nàng thuê ở ngoại ô Ploesti. Từ hôm bệnh dịch xuất hiện, các láng thương bệnh binh nồng nặc mùi quế khí, Stephanie đã trở lại đây nghỉ các ban đêm. Tuy nhiên ngôi nhà vẫn bề bộn vì nàng không có thời gian chăm sóc. Tối hôm đó, Stephanie đọc kỹ từng tờ biên bản và giấy tờ liên quan đến công việc chia thừa kế của cụ Sọt do Emme đem đến. Nhờ sự công bằng và uy tín của bà cụ François, các thành viên trong gia đình Victorville đã thỏa thuận được với nhau về cách chia. Số giấy tờ lớn đến mức nàng phải mất 3 buổi tối liên tục xem kỹ mới hết. Nếu như Stephanie có mặt ở Paris, nàng sẽ điều chỉnh vài chi tiết. Nhưng ở đây, nàng thấy những chi tiết đó không quan trọng gì. Cuối cùng, Stephanie đã lên được bản liệt kê toàn bộ bằng nét chữ rắn rỏi và mạch lạc của nàng. Sáng hôm sau, lúc Emme bưng bữa điểm tâm lên để nàng ăn trước khi ra láng số 4, Stephanie nói, tôi đã ký vào tất cả những chỗ cần thiết và ký vào bản liệt kê toàn bộ rồi. Anh có thể đem về Pháp. Emme ngước cặp mắt lạnh lùng thản nhiên đáp, hình như tôi đã nói với bà chủ rằng tôi sẽ không rời xa bà chủ nữa. Hôm trước, trong một lá thư viết về nhà, bà chủ cho biết ở Nga có một quan chức ngoại giao Pháp, bà chủ rất tin cậy và bà chủ có thể giao phó mọi giấy tờ quan trọng cho ông ta. Tôi chưa hiểu tại sao đến nay bà chủ lại không thể làm như thế. Anh về Paris rồi lại sang đây kia mà, Emme. Nàng thì thầm nói, không muốn làm Emme mất lòng. Tôi đã hứa rồi. Nàng cao mặt hỏi, anh hứa gì và hứa với ai? Với tôi. Emme thản nhiên đáp, tôi hứa với bản thân là tôi sẽ không rời bà chủ trong khi bà chủ còn ở vùng đất nguy hiểm này. Nếu tôi về Paris, mọi người hỏi và tôi sẽ phải trả lời bà chủ ở đâu, làm những gì. Tôi không thể nói dối và họ sẽ biết công việc của bà chủ ở đây cũng như nỗi nguy hiểm của bà chủ đang phải trải qua. Điều đó sẽ rất phiền cho bà chủ cũng như cho gia đình bởi mọi người sẽ rất lo cho bà chủ cũng như tôi. Cho nên tôi tự cho phép tôi được khuyên bà chủ là hãy giữ tôi ở lại đây. Stephanie nghẹn lại quá, anh dọa tôi sao? Emme vẫn nói giọng thủng thẳng, coi như không thấy sự tức giận của Stephanie. Tùy bà chủ nghĩ, vậy em muốn gì Emme? Tôi chẳng muốn gì hơn, nếu bà chủ ngã bệnh thì ai chăm nom bà chủ? Biết có làm ầm lên cũng chẳng ích gì. Stephanie nhìn dần trán bướng bỉnh của Emme, bực bội ngồi im. Emme nói thêm, hôm nay trong lá số 4 của bà chủ vừa có thêm 2 người nữa chết. Stephanie rùng mình, đúng như vậy, hôm qua lại có thêm 2 binh sĩ chết. Cả 2 đều bị hoại thư do vết thương không được vô trùng chu đáo trước khi băng bó. Anh không ra đó làm sao anh biết? Tôi có cách theo dõi công việc của bà chủ. Đến hôm nay thành phố này không còn lạ lẫm gì với tôi nữa. Từ ngày tôi hầu hạ bà chủ cho đến nay, bà chủ đã thấy tôi cần biết điều gì là tôi biết được. Tôi cũng nói thêm rằng, từ hôm đến đây, tôi đã theo đúng chế độ phòng bệnh của bà chủ, sáng 1 ly rượu rum, chiều 1 ly. Emme mới ở đây được mấy ngày, ngôi nhà và sân vườn đã gọn gàng hẳn lên. Anh xới lại các luống hoa và bây giờ hoa nở rất đẹp. Anh đã viết thư yêu cầu Noemi gửi đến đây 2 kết quả để có chanh vitamin. Emme quan tâm đặc biệt đến việc giữ vệ sinh. Nước nàng rửa mặt, mũi, tay, chân đều là nước đun sôi, diệt trùng, cẩn thận. Gần như ngày nào Stephanie cũng nhận được một lá thư dài của Boris. Đại bản doanh của Tổng tư lệnh mặt trận đã chuyển từ Sistovo đến Goni Stolen. Hiện chàng đang ở đó cạnh hoàng đế. Cuộc phong tỏa Pletnya được tăng cường, quân thổ đã cạn lương thực, đạn dược, sống rất khốn khổ, chẳng còn cầm cự được bao lâu nữa, chắc sắp đầu hàng. Quân Nga không tiến công vào đó nữa, để mặc quân thổ chết dần chết mòn. Stephanie không bụng dạ nào nghĩ đến Boris, nàng dồn mọi tâm trí sức lực vào cho thương bệnh binh. Đã 3 giờ chiều, thương bệnh binh trần truồng hoặc gần như trần truồng dưới cái nắng oi bức đang chiến đấu chống những đàn ruồi đang kéo đến quấy rầy. Họ vừa chiến đấu vừa rên rỉ vì đau, họ văng tục vì cáo kỉnh. Stephanie thì áo ướt đẫm mồ hôi, đang lau rửa cho một bệnh nhân bị tả sắp chết. Tình cờ, nàng quay lại và thấy René đi cùng cô y tá Victoria. René mặc quân phục dân sự nhưng rất diện, kiểu y phục đi đường, tay cầm mùi xoa che miệng, cố thở nhẹ nhẹ. Mặc dù trời nóng bức, Stephanie rung mình.
Nàng tái mặt, đứng lặng đi trong bộ quần áo nhem nhuốc và hai bàn tay giấy má. "Tôi đến tìm bà," Stephanie nói giọng hổng hển. "Bà hãy theo tôi ra ngoài, trong này không khí ngột ngạt quá." Việc Rene đến đây vượt ra ngoài mọi khả năng tưởng tượng của Stephanie, khiến nàng kinh ngạc đến tột độ. Rồi cách xưng hô bà cũng làm nàng tự ái vì vẻ lạnh lùng khách sáo của nó. Nàng bỗng nổi nóng. "Anh ta có quyền gì mà đến đây?" Stephanie nói giọng cáo kỉnh như những ngày quan hệ của họ căng thẳng nhất. "Xin lỗi ông, đến 6 giờ tôi mới hết giờ làm việc. Mời ông đợi tôi ở nhà tôi, chắc ông biết rồi chứ. Tôi đã đến đó. Chó giữ nhà của bà đồng thời là tên đồng lõa nhúng tao vào mọi việc của bà. Cho tôi biết bà đi vắng. May mà có quý bà đây." Rene quay sang Victoria. "Tôi mới đến được chỗ này để gặp bà." Biết hai vợ chồng có chuyện xô bát xô đĩa, Victoria nhẹ nhàng nói: "Thưa phu nhân Gershom, nếu cần tôi xin cử một y tá đến đây tạm thay bà để bà có thể tiếp ông Gershom." Stephanie nổi cáo chua chát nói: "Cảm ơn, hôm nay tôi lại thấy chị nói đùa đấy Victoria." Nói xong, Stephanie quay vào xách chiếc bô bước ra, hít Rene bật sang một bên đi ra ngoài. Đổ bô xong, nàng cọ rửa rất lâu rồi mới vào. Coi như Rene không có ở đó, nàng đi thẳng vào chỗ giường bệnh nhân. Rene không nói một lời, lặng thinh quay gót bước ra. Chàng gõ gót dài mạnh xuống sàn láng bằng gỗ, rồi đi thẳng. Victoria đi ra theo. Rene bình thản nói: "Đúng thế Stephanie, bởi tôi không thấy em mê bê cao trở về Paris, nên tôi đoán bên này bà gặp chuyện không ổn. Tôi và bà biết nhau quá lâu, hiểu nhau quá rõ. Tôi sẵn có mạng lưới điệp viên nên nhanh chóng biết được bà hiện ở đâu. Tôi phát quản nhờ ông tùy viên quân sự Pháp tại Nga. Tôi kiếm được giấy phép sang đây. Chẳng là trước đây tôi có giúp ông ta một vài việc. Stephanie, vậy là lần này tôi là người đuổi theo bà, và cũng vì động cơ tình yêu." Stephanie xúc động, nàng thả cho lòng mình mềm yếu đi, nhưng vẫn đáp lại giọng giễu cợt: "Và ông tin rằng tôi cũng sẽ chạy theo ông như con bé khờ khạo ngốc nghếch ngày đó chăng?" "Đâu có, thú thật với bà, tôi đến đây để nhắc bà nhớ rằng bà có một gia đình, một ông chồng, những con cái. Tôi cũng không quên bà nắm trong tay thứ vũ khí để chống lại tôi, và tôi không thể ép buộc bà điều gì. Tôi đã ngửa bài rồi đấy, Stephanie." "Chú bài của ông là gì?" Stephanie vẫn còn tấm tức, hỏi móc méo. Từ chiều đến giờ nàng đã suy nghĩ, chuẩn bị trước những câu để đối đáp, để khẳng định ý chí của nàng. "Chủ bài của tôi ư, chính là điều mà bà đã cam kết với bản thân bà, và có thể nói là cả với tôi, tức là với chúng ta. Bà đã cam kết giữ thể diện cho cả hai chúng ta, vậy mà bà rời nước Pháp từ cuối tháng Giêng đến nay là đầu tháng 8, bà chưa về." Stephanie giật mình, nàng không nhớ thời gian trôi mau thế. Mà có gì lạ đâu, các sự kiện xảy ra liên tiếp khiến nàng không tính đến thời gian nữa. Bao nỗi lo lắng, rồi chiến tranh, và bà tính trên đầu ngón tay sẽ thấy thời gian quá dài. Tôi không tự cho phép mình dùng chữ lạm dụng, vì hy vọng trong óc bà cũng đã xuất hiện hai chữ ấy. Tôi chỉ xin đơn giản và khiêm tốn nói với bà rằng bà đi hơi quá đà, và hai ông con trai của bà rất lo lắng cho mẹ của họ. Hai cậu lấy làm lạ sao bà đi biệt tâm lâu thế. Việc bà viết thư từ chối không về Paris để tham gia trực tiếp việc phân chia tài sản thừa kế đã khiến cho dư luận sầm sì. Tôi chắc bà đã hiểu người ta sầm sì những gì. Tôi thiết nghĩ đã đến lúc bà nên quan tâm đến thể diện của bà. Một người mẹ đức hạnh, bà nên suy nghĩ về danh tiếng ấy." Mỗi một lời nói Rene đều như ngọn roi quất vào Stephanie, mặc dù không lời nào nói sai. Rene nói đúng, nàng sẽ không theo chân chàng về Paris như một người vợ hối lỗi. Nhưng sau đây một vài tháng, nàng phải về, dù sao thì cũng chưa cần vợ giả. "Có phải là lạm dụng không, nếu tôi xin được hỏi bà, ngoài phòng của bà, nhà còn phòng nào nữa cho tôi không?" "Rất nhiều, thưa ông Rene, nhà này rộng rãi, tha hồ phòng cho ông." Stephanie mỉm cười nói: "Tôi sẽ không quấy rầy bà lâu. Thời hạn tôi ở đây chỉ cúp vừa đủ để người ngoài thấy là hợp lý khi chồng đến thăm vợ sau một thời gian xa cách quá lâu. Khoảng 8 ngày, bà thấy được không? Tôi hy vọng số ngày ngần ấy là vừa phải và không đến nỗi quá dài. Gần đây tôi cũng xin phép được phát biểu đôi chút về cuộc sống của bà tại đây." Rene dừng lại một chút, nhìn Stephanie rồi nói tiếp: "Lúc nãy tôi thấy bà ngồi bên giường một bệnh binh hấp hối. Trong lá số 4 của bà không khí ô nhiễm rất nặng, điều kiện vệ sinh quá tồi, mùi quế khí bốc lên tôi không sao chịu nổi. Thấy bà trong khung cảnh đó tôi rất đau lòng. Có lẽ trên đời chưa bao giờ tôi đau lòng như lúc nãy.
Tôi rất hiểu lòng dũng cảm, nhân ái và tận tụy của bà, nhưng tôi không sao thông cảm nổi. Stephanie, tôi vẫn yêu bà, cho dù bà có làm gì và tôi có làm gì. Xin bà tha lỗi cho tôi nói những câu mềm yếu ấy. Mấy câu đã làm nét mặt bà đanh lại, nếu tôi không làm. Rene nhận xét đúng, vừa rồi Stephanie đã căng lên để chống đỡ. Rene biết ý đứng lên đi ra cửa. Em mê, anh cho tôi ở phòng nào? Tối hôm đó, Stephanie thảo bức điện để em mê đánh điện ngay từ sáng sớm cho Boris tại Gordney Soudan. Bảo chàng biết Rene đến đây và sẽ ở lại đây 8 ngày để Boris khỏi nghi ngại. 6 giờ chiều hôm sau, ở láng thương bệnh bên về, Stephanie thấy Rene đợi nàng ngoài cổng bệnh viện. Tôi có phải xin lỗi vì việc đến đây và chờ bà không, Stephanie? Nàng mỉm cười đáp, vì không có gì để trách cứ chồng. Không đâu, Rene. Mai tôi lại đến đón bà ở đây, được không? Rene hỏi như cầu xin một ân huệ. Mai và những ngày khác nữa đều được, Rene. Nhưng lúc ở đây ra, trông tôi áo quần xốc xếch, mặt mày nhem nhuốc lắm đấy. Điều đáng sợ ở đây là cái nóng bức, đặc biệt là cái mùi nặng và ngạt thở. Tôi không hiểu bà làm thế nào mà chịu đựng nổi. Chúng tôi đã quen rồi. Thật ra lúc sáng, khi mới bước vào láng, mùi đó xộc vào mũi, nhưng chỉ nửa giờ sau chúng tôi quen dần và không còn thấy gì nữa. Nhưng xin ông đừng thuyết phục tôi rời khỏi đây. Tôi đã trả lời không và sẽ trả lời như thế một cách thật tâm. Tuy nhiên tôi rất hiểu ông và tôi hứa sau đây một tháng là cùng tôi sẽ có mặt ở Paris. Vậy là chúng ta đã nói hết với nhau và tôi nghĩ ông có thể tiếp tục nói thật tất cả những gì ông muốn với tôi, trừ chuyện đòi tôi rời Blost và chuyện chiến tranh, cũng như chuyện hai chúng ta ở một số mặt nào đó. Tôi hoàn toàn hiểu ý bà định nói gì, Stephanie. Rene nói giọng làm như thản nhiên, rồi chàng cầm tay Stephanie, đặt bàn tay chàng lên trên. Tôi muốn nói với bà rằng gần đây tôi rất mê nhạc kịch, đặc biệt là giọng hát của Adelina Patti. Giọng bà ta đúng là tuyệt diệu. Tôi với bà được nghe rồi, bà nhớ chứ? Stephanie mỉm cười, nghe những thứ không dính dáng gì đến chiến tranh, đến Blost và đến quan hệ giữa hai vợ chồng. Những chuyện hầu như vô nghĩa của Rene khiến Stephanie lơ đãng nghe, và những từ, những chữ dần dần biến thành một thứ âm nhạc du dương quen thuộc, ngọt ngào và trìu mến, làm Stephanie lâng lâng. 3 ngày sau, hết giờ làm việc, Stephanie ra cổng, không thấy Rene đứng chờ như mọi khi. Nàng đoán Rene quên không nhìn đồng hồ, nên mãi dạo phố quá giờ đón nàng. Stephanie nán đợi thêm vài phút nữa, vẫn không thấy, bèn đi về một mình. Rene ngồi trong phòng khách, mặt nhợt nhạt, mệt mỏi. Xin lỗi, chàng thì thầm. Càng ngày, tôi càng không chịu nổi kiểu nóng bức này. Tôi rất tiếc phải rời đây, nhưng tôi cũng mừng là đến những nơi khác trong lành, dễ chịu hơn. Nhìn vẻ mặt uể oải, nghe giọng nói mỏi mệt và dáng điệu đờ đẫn của Rene, Stephanie nhận ra ngay chàng đã bị nhiễm bệnh. Mai ông sẽ dễ chịu thôi, nàng mỉm cười nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, mong ông ấy đi khỏi đây càng sớm càng tốt, nơi này rất nguy hiểm cho ông ấy. Ông về phòng nghỉ đi, tôi sẽ đem thức ăn lên phòng cho ông. Do bị nhớ bệnh tả, Rene không muốn ăn gì. Tôi chỉ khát thôi. Hình như tôi ngay ngáy sốt. Tôi sẽ xuống nhà ngồi ăn với bà. Bà khỏi phải bưng lên. Cũng được, nàng nói. Phản đối chàng làm gì? Rất có thể đây là bữa ăn cuối cùng của Rene trong phòng ông. Trước khi, Stephanie không dám nghĩ tiếp. Nhìn gương mặt gầy tọt đi quá nhanh. Cặp mắt sâu quắm. Stephanie rất sợ. Để khỏi nhìn vào khuôn mặt khủng khiếp ấy, Stephanie vội vã quay xuống bếp. Em mê bắt gặp vẻ lo lắng trên mặt nàng. Đúng đây, anh nói. Em mê đã nhận thấy sức khỏe Rene sa sút từ mấy hôm trước, nhưng anh coi thường, cho là chuyện không có gì quan trọng. Nhưng hôm nay, nhìn thấy nét mặt Stephanie, anh chợt hiểu. Stephanie nói rất khẽ, đêm nay sẽ là đêm khủng khiếp, và sau đó còn bao nhiêu ngày đáng sợ nữa chứ. Stephanie lặng lẽ gật đầu, nàng đưa tay lên vuốt họng, cổ họng nàng tự nhiên nghẹn lại. Bà chủ tin rằng, không phải tôi tin mà tôi chắc chắn, triệu chứng rất rõ. Càng nói Stephanie càng thấy cổ họng thắt lại, bệnh đã trầm trọng đến mức. Mai, tôi đi kiểm lá, tôi biết có thứ lá để chữa, tại bệnh viện bà chủ có thuốc Ipeca, tôi sẽ rắc thuốc cho ông uống. Bây giờ bà chủ ra bảo ông ấy là ông chỉ bị cúm thôi, để ông khỏi hoang mang. Lúc Stephanie vào phòng khách, nàng thấy Rene đã nằm xuống đi văn, co quắp hai chân, mặt tái nhợt, nhăn lại, hai tay ôm bụng. Bà gọi em mê cho tôi. Rene thì thào nói như phải cố gắng lắm mới thốt lên được. Bà đừng nghĩ ngợi gì,
Tôi có làm sao thì bà cũng không có lỗi gì hết. Stephanie phải cắn chặt răng để khỏi bật lên tiếng khóc. Linh cảm thấy mình rất có thể không sống được nữa. Rene rõ ràng đã tha thứ hết cho nàng. Vừa xúc động vừa hoảng hốt, Stephanie cúi xuống Rene. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt chàng. Cặp môi nhợt nhạt run rẩy, cặp mắt trũng sâu khẽ nhắm lại. Thấy nàng định lau mồ hôi, Rene vội mở mắt thều thào. Không, gọi em mê cho tôi. Rene không muốn nàng chăm sóc chàng. Chàng xấu hổ. Qua bao nhiêu năm chung sống, Stephanie biết rất rõ tính này của Rene, không muốn nàng nhìn thấy trong lúc chàng không đẹp. Stephanie vội chạy ra tìm Emme. Rene bám chặt lấy Emme. Emme lực lưỡng nhấc bổng chàng lên bằng một cánh tay. Ra đến đầu cầu thang, thấy Emme lúng túng, Stephanie vội chạy lại đỡ thêm. Không, để ông ấy nằm dưới này, trong phòng ăn, tiện cho ông ấy và cô cả chúng ta nữa. Tôi sẽ đem nệm trên ấy xuống là đủ, và tôi ngủ trên phòng của ông chủ. Biết Rene không muốn vợ chăm sóc, Emme đảm nhiệm công việc ấy ngày đêm. Hôm sau, lúc nàng trên gác xuống, đoán trước câu nàng sẽ hỏi, Emme nói ngay, đêm qua đúng như tôi dự đoán, ông chủ có tất cả những triệu chứng của người mắc bệnh dịch. Tôi nghĩ không cần nói gì thêm, bà chủ cũng đã biết. Emme khăng khăng không chịu nói thêm chi tiết nào nữa. Và khi Stephanie muốn vào thăm Rene, anh nhất định không chịu để nàng vào, lấy cớ để Rene ngủ. Vậy là Rene đã ngủ được, nàng thầm nghĩ. Emme khuyên nàng nên đến bệnh viện làm việc bình thường. Giá như mọi khi Stephanie đã làm ầm lên, nhưng hôm nay nàng lặng lẽ nhịn nhục bước ra khỏi nhà. Đến bệnh viện quân y, Stephanie tìm ngay Victoria. Phu nhân yên tâm, tôi sẽ lo chuyện này. Lát nữa, bác sĩ Rostropovich đến, tôi sẽ nói ngay để bác sĩ đến thăm bệnh ông Gansom. Bác sĩ Rostropovich có nói được đôi chút tiếng Pháp, tôi tin ông ấy sẽ làm cho ông Gansom yên tâm. Khi nào thăm bệnh cho ông nhà xong, bác sĩ quay về đây, tôi sẽ báo với phu nhân biết. Vài tiếng đồng hồ sau, thấy Victoria bước vào láng số 4, Stephanie vội vã chạy ra đó. Thế nào, mời phu nhân ra, có người muốn gặp. Stephanie lặng người đi lo lắng hỏi, chồng tôi làm sao rồi chăng? Victoria nhún vai, làm sao mới hôm trước hôm sau đã chết ngay được, phu nhân thừa biết rồi còn gì. Bác sĩ bảo tôi đến gặp à? Một người lạ đang đợi phu nhân ngoài cổng, ăn mặc rất sang. Stephanie ngạc nhiên, vội chạy ra xem ai. Thì ra Michel Lapersa, ông từ Saint-Bussis-Bois đến đây tìm nàng để nhận những giấy tờ gửi về Paris. Stephanie, tôi rất thương bà, tôi có qua nhà bà, được biết điều bất hạnh đang giáng xuống bà. Một người cục tay đã trao tôi toàn bộ số giấy tờ này. Tôi vô cùng biết ơn ông đã cất công đến tận đây giúp tôi, Michel. Tôi đã tưởng, ông ngừng bặt không nói tiếp. Stephanie dịu dàng trìu mến nói thay cho ông. Ông tưởng được ở lại đây vài ngày với tôi. Michel, tôi rất lấy làm tiếc. Tình hình này tôi không thể giữ ông lại được. Tôi tin rằng ông không bao giờ quên được những kỷ niệm tuyệt đẹp giữa chúng ta. Tha lỗi cho tôi, Michel. Tha lỗi cho tôi. Bà có trở lại Saint-Petersburg không, Stephanie? Có chứ. Tại sao tôi không trở lại? Tôi hứa là thế nào chúng ta cũng còn gặp lại nhau. Một lần nữa cảm ơn ông, Michel thân mến. Một lần nữa tha thứ cho tôi. Bây giờ tôi phải cáo từ ông. Bác sĩ đang muốn gặp tôi. Stephanie vội vã quay gót. Michel Lambesa nhìn theo rồi chậm rãi bước đi. Nàng chưa kịp ra khỏi lá số 4 thì đã thấy bác sĩ Rostropovich cũng đi đến tìm nàng. Phu nhân thân mến, bà thừa biết ông Gansom rất yếu sức. Tôi lo nhất là tim. Tôi đã đưa ông thuốc. Ông cục tay chăm sóc bệnh nhân rất chu đáo, cũng tận tụy không cát gì bà. Rất tiếc là ông Gansom yếu quá, không đủ sức chịu đựng được một chuyến vận chuyển. Tôi xin hứa với bà rằng hằng ngày sẽ đến thăm bệnh cho ông nhà. Thưa phu nhân Gansom, không đủ sức chịu đựng cuộc vận chuyển. Tôi rất lo cho tim. Vậy là bệnh trạng của Rene rất nguy kịch, khả năng qua khỏi hết sức mong manh. Lúc này ruột gan bồn chồn lo lắng, vậy mà Stephanie rất ít được thấy Rene. Emme tìm mọi cách không cho nàng vào, và mỗi lần vô được, nàng thấy Rene đều gượng cười để trấn an nàng. Ông nói, đêm qua tôi thấy dễ chịu hơn nhiều, hoặc hôm nay tôi thấy đỡ nhiều lắm. Nhưng Stephanie thấy rõ Rene sa sút rất nhanh, mặt hốc hác hẳn đi, gò má đỏ một cách đáng ngại, làm làn da thêm xanh xao, mắt Rene đỏ ngầu vì sốt cao. Emme thì luôn bảo nàng, bà chủ đừng đứng lại lâu bên cạnh giường bệnh, phải để ông chủ nghỉ ngơi.
kể ra thấy bà chủ vào, ông chủ cố làm ra vẻ tươi tỉnh và lên gân lên cốt như thế là trò trẻ con. Nhưng bà chủ phải thông cảm. Vốn khỏe mạnh, đẹp trai, ông chủ không muốn bà chủ nhìn thấy ông chủ hốc hác xanh xao. Ông chủ chịu đựng tuổi già vất vả hơn mọi người khác. Tuổi già, Stephanie ngạc nhiên, sao anh lại nhắc đến tuổi già ở đây? Tất cả mối lo của chúng ta lúc này là làm thế nào để René qua khỏi, ông ấy sống được. Bác sĩ không nói gì với bà chủ sao? Có chứ, nhưng hôm nào cũng vẫn câu ấy, cần phải nằm một chỗ. Bởi ông bác sĩ không có gì thêm để nói, nhưng tôi thì cần bảo bà chủ biết, toàn bộ vấn đề là ở sức chống đỡ của cơ thể ông chủ. Sức chống đỡ, đúng thế, nếu ông chủ cầm cự được thì sẽ qua khỏi. Anh tin chắc như thế. Tôi chỉ nói 3 ngày nữa, tôi sẽ trả lời bà chủ dứt khoát. Ta phải chờ xem diễn biến trong 3 ngày tới. 3 ngày, lần đầu tiên thấy em mê định ra một thời hạn, một cái mốc cụ thể. Nàng quán hồn, vậy là nếu Rene không qua khỏi thì chỉ ngày mai hoặc ngày kia sẽ. Câu nói của em mê giống như một bản án không được kháng cáo. Stephanie năn nỉ, ít nhất anh cũng cho tôi biết. Em mê nhìn nàng, bà chủ muốn hỏi tôi có hy vọng chút nào không chứ gì. Trong 48 tiếng đồng hồ tới, chúng ta có thể thấy được là có hy vọng hay không. Còn bây giờ thú thật với bà chủ là tôi nhìn thấy rất ít. Hình như anh tìm mọi cách để làm khổ tôi. Tôi hoàn toàn không quan tâm đến bà chủ nghĩ về tôi như thế nào. Bà chủ trách tôi cũng chịu. Bà chủ khen tôi cũng không cần nghe. Tôi làm việc là vì tôi, vì tôi thấy cần phải làm như thế. Anh muốn tôi suốt đời đau khổ đã làm cho ông Gerson phải đến đây và chịu số phận thảm thương. Tôi lại không thấy như thế. Bà chủ không có ý gì phải tự trách bản thân. Ông Gerson tự ý đến đây. Bà chủ không hề mời ông ấy đến. Nói xong, không để Stephanie kịp nói gì thêm. Emmy quay gót đi vào phòng Rene. Anh chăm sóc Rene tận tụy trong mọi lúc, cùng với Rene chiến đấu và giúp chàng chiến đấu chống lại bệnh thật. Trong lúc đó, thái độ Emmy lúc nào điềm tĩnh, lạnh lùng là đằng khác. Nghe giọng nói của Emmy, Stephanie biết nàng đã làm cho anh cáo và nàng thấy không còn cách nào hỏi thêm anh điều gì nữa. Đành chỉ còn bám vào niềm hy vọng mong manh anh gìn giữ cho nàng. Cố dùng hết nghị lực để khỏi hoang mang đến phát điên lên. Stephanie liên tục tự trấn tĩnh bản thân và nàng đếm từng ngày từng giờ cho đủ 48 tiếng đồng hồ. Sáng sớm ngày thứ ba, sau một đêm không ngủ, toàn thân rã rời, cổ họng khô khốc, Stephanie cố gượng mỉm cười lúc Emmy bưng bữa điểm tâm lên cho nàng. Thấy rõ thái độ bồn chồn của Stephanie, Emmy nói: "Đêm qua bệnh tình của ông Gerson đã chững lại một cách đáng mừng, xin được chúc bà chủ một ngày bình thản." Cách nói của Emmy nhiều lúc làm nàng tức anh ách, nhưng biết làm sao được, dù thế nào thì như thế cũng là đáng mừng. Chiều hôm đó, lúc Emmy ra cửa đón Stephanie, anh nói: "Ông chủ đã lấy lại được hồn vía." Nghĩa là bệnh trạng của Rene đã xuống thang. Không bao giờ Emmy nói mà không cân nhắc chu đáo. Anh đã yên tâm về bệnh nhân như yên tâm về chính bản thân anh. Stephanie có thể tin ở lời anh. Tin hoàn toàn. Đột nhiên nàng thấy nhẹ hẳn người, như cất được một gánh nặng. Stephanie gieo mình xuống ghế nệm rã rời. Tất cả những cố gắng của nàng để giữ vững tinh thần trong những ngày qua đột nhiên được giải tỏa. Một cảm giác trống rỗng kỳ quái xâm chiếm đầu óc. Bao nhiêu nước mắt ghìm lại bấy lâu, bây giờ được tháo khoáng, ào ạt chảy ra. Stephanie khóc như đứa trẻ. Trong lúc Emmy dịu dàng nói: "Tôi rất muốn đối chiếu nhận xét của tôi với nhận xét của bác sĩ Russell Horvitz trước khi khẳng định hoàn toàn để bà chủ yên tâm, không còn hồ nghi gì nữa. Theo nhận xét hiện giờ của tôi thì nỗi nguy hiểm lớn nhất đã được vượt qua. Từ hôm nay ông Gerson sẽ khôi phục dần và khi nào đủ sức lên đường, tôi sẽ đưa ông về Paris. Theo nhận định hiện giờ của tôi thì triển vọng đó đã rõ ràng, bây giờ chỉ còn vấn đề thời gian." Bất chấp lời gợi ý của Emmy cùng những lời nói quanh co của Stephanie vì sợ Rene lầm tưởng nàng đẩy chàng đi vì Boris, Rene khăng khăng không chịu đi khỏi đây. Chàng nói giọng đau đớn: "Tôi làm vướng chân bà cho nên bà muốn tôi đi mau cho khuất mắt. Rene nhất định không chịu đi." Một hôm Emmy bảo nàng: "Tôi thấy ông chủ từ chối chỉ vì một nguyên nhân. Sáng hôm qua trong lúc dọn giường, tôi thấy ông chủ soi gương. Ông chủ soi gương mỗi ngày hàng chục lần. Ông chủ quay sang nhìn tôi, mắt đầm đìa, nó méo máu. Ôi, trông tôi thảm hại quá, em ơi. Bây giờ tôi như một bóng ma, làm ai nhìn thấy cũng phải khiếp.
chỉ da bọc xương, tôi già đi đến 15 năm và sẽ không bao giờ lấy lại được như tôi trước đây nữa. Tôi phải lựa lời an ủi, nhưng xem chừng kết quả không là bao. Nói đến đây, em mê nhìn nàng và giọng anh trở nên dịu dàng. Bây giờ đã đến lúc phải cho ông chủ ăn trả bữa để mau chóng hồi phục. Rất tiếc là tôi vẫn phải dè dặt chưa dám cho ông chủ ăn nhiều. Đúng ra phải bón thúc cho ông chủ. Tôi dùng hai chữ đó hơi thô bạo, nhưng đúng là phải thúc để sức khỏe tăng nhanh. Chính vì lẽ đó, tôi muốn thẳng thắn đưa ra với bà chủ một đề nghị. Đó là trong giai đoạn này, cần phải tác động vào tinh thần ông chủ. Mà trong việc này, tác động của bà chủ hết sức quan trọng. Stephanie chợt hiểu em mê định nói gì, nhưng nàng sợ không muốn hiểu. Tuy vậy, nàng không có cớ để ngăn anh. Em mê nói tiếp và bây giờ không quanh co gì nữa. Bà chủ đoán đúng đấy. Ảnh hưởng phụ nữ của bà chủ sẽ tác động đối với ông chủ còn mạnh hơn mọi thứ thuốc bổ. Ông chủ đang rất cần cảm thấy được yêu, được phụ nữ khao khát. Cách tốt nhất là bà chủ tạo cho ông chủ ảo tưởng rằng ông chủ vẫn hấp dẫn với phụ nữ như ngày xưa. Stephanie choáng váng, nàng không tiếc bất cứ thứ gì, sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho Honey chống bình phục. Nhưng chuyện ấy thì vượt quá sức chịu đựng của nàng. Hiện nay nàng vẫn còn có tình cảm thương mến Renee do tác động của những kỷ niệm xưa, những tác động của thói quen gần gũi chàng. Trong khi thật ra người nàng yêu là Boris, ngày nào nàng cũng viết thư cho chàng, không dài thì ngắn. Chưa kể sau cả một dàn cảnh công phu, Stephanie đã đoạt lại được tự do, nàng không muốn bây giờ lại tự buộc chân. Ngủ với Renee dù chỉ một đêm thôi cũng có nghĩa là nàng từ bỏ quyền tự do đã giành được. Và từ đêm đó trở đi, Renee sẽ tiếp tục đòi mà nàng không thể hoặc rất khó từ chối. Không, chuyện ấy thì không thể được. Nàng không thể cho Renee thứ đó. Tuy vậy, Stephanie vẫn cảm thấy chưa thật hoàn toàn tin rằng mình suy nghĩ như vậy đã thật đúng. Nàng nói lòng tận tụy của anh nhiều khi quá đà. Nói thật ra thì anh tận tụy đến mấy cũng không mất gì nhiều. Nhưng điều anh đề ra cho tôi để giúp Renee hồi phục nhanh thì quá khó. Làm chuyện đó tôi sẽ phải mất không ít. Anh định bảo tôi ngủ với ông ấy, bảo tôi kêu lên với ông ấy. Ôi, em sung sướng biết bao, em vui biết mấy. Anh làm tình tuyệt vời như ngày xưa. Anh không thấy tôi không thể làm như thế được sao? Đoán trước phản ứng của Stephanie sẽ như vậy, em mê bình thản và mỉa mai đáp. Có gì khó khăn lắm đâu. Bà chủ chỉ cần lùi lại thời gian ít năm. Hồi ở Gallipoli, ở Vạt Na đâu có xa xôi lắm. Chỉ cần bà chủ phát huy óc tưởng tượng đôi chút là được. Anh ta muốn mình trở lại tuổi 20, trở lại thời yêu Renee say đắm. Stephanie thấy rất rõ em mê vô cùng tha thiết mong Renee nhanh hồi phục. Nàng có cảm giác lúc này không có chuyện gì quan trọng đối với em mê hơn sức khỏe của Renee. Nàng cay đắng đó. Anh quên Sebastopol à. Sebastopol còn xảy ra sau Gallipoli, sau Vạt Na. Tôi không quên gì hết thưa bà chủ. Tôi chỉ đơn giản gợi ý đó cho bà chủ thôi. Không chịu nổi, Stephanie quát lên. Anh quan niệm đấy là chuyện chịu đựng trong ít phút là xong chứ gì? Anh cho tôi là con gà mái hay sao? Bà chủ nói quá lời vì bà đang cáo. Tôi xin rút lui để bà chủ tự suy nghĩ một mình thì hơn. Tuy nhiên, 6 ngày đánh vỡ chai, lại đánh đổ ghế, cáo gắt với bệnh nhân, một bữa ăn tối với em mê, hai người không nói với nhau một lời, và sau cùng là một đêm trằn trọc không ngủ được. Sáng hôm sau, Stephanie bước vào phòng Rene, nói với chàng bằng một giọng ngọt ngào khác thường. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chỉ vài ngày nữa, ông Raffo, tất cả phụ nữ Ploesti sẽ mê ông mất Rene thân mến. Hôm nay, ông điển trai hơn hẳn hôm qua. Câu nói của Stephanie quá mức, chẳng khác nào người ta khen một nữ nghệ sĩ. Chỉ biểu diễn tuyệt vời, đúng chỉ là thiên tài. Tuy nhiên lại được Rene tin ngay. Bà thấy tôi hôm nay khá hơn hôm qua nhiều à. Thấy mắt Rene sáng lên, Stephanie tiếp tục tăng thêm liều thuốc bổ. Nhất là cặp mắt. Trong hôm nay cặp mắt ông lanh lợi hẳn lên. Như trước kia chưa, Stephanie? Stephanie cười rất tươi. Cứ đà này thì chỉ một tuần nữa là lại đẹp và quyến rũ như ngày xưa. Em ấy nói đúng, không thứ thuốc bổ nào hiệu nghiệm hơn. Tình trạng sức khỏe Rene tăng lên trông thấy. Chỉ trong 2 ngày, môi đã đỏ hồng, mắt sáng lên tươi vui, như thể chàng đang chinh phục cô gái nào đó. Giọng nói của chàng cũng ngân vang, trên khuôn mặt không còn gầy gò. Stephanie bắt đầu thấy bóng dáng của chàng Rene đẹp trai ngày xưa. Sự thay đổi kỳ diệu khiến bản thân Stephanie cũng phải sửng sốt. Ngày nào cũng vậy,
Stephanie vào thăm Jeanne và đưa ra những chi tiết thay đổi làm Jeanne phấn khởi. Nào, hai bàn tay lại thon đẹp như trước, mái tóc bây giờ đã lốm đốm trắng, lại mềm đại như xưa. Jeanne đã đứng lên đi lại và dáng điệp vững chãi, giọng nói cũng vang. Một buổi chiều đi làm về, Stephanie thấy Jeanne đứng trước sân. Chàng đã mặc bộ quân phục, chiếc thắt lưng da to bản thắt ngang lưng, nhưng người chàng vẫn gầy. Quần áo rúm ró lại và ngực rõ ràng là chứa một khoảng trống bên trong. Stephanie không ngờ Jeanne có thể gầy đến thế, nhưng nàng vội vã nở nụ cười rất tươi. Jeanne, tôi rất mừng thấy ông đã đi được và lực lưỡng như xưa. Nàng nói dối trắng trợn. Jeanne nhìn vợ. Bà có thể ban cho tôi một ân huệ được không? Tất nhiên là được, Stephanie nói. Tôi muốn đi dạo một chút, ra đến quảng trường, đến nhà thờ. Chiều hôm nay trời tiết rất đẹp, như văn sĩ thường tả trong truyện vậy. Ông biết bao giờ về nhà tôi cũng thay quần áo. Tôi sẽ thay hết sức nhanh. Ông chịu khó đợi tôi một lát thôi. Stephanie mặc tấm áo dài đẹp nhất của nàng, chải đầu rất cẩn thận, trang điểm nhẹ để xóa đi vẻ mệt mỏi trên mặt sau một ngày làm việc căng thẳng. Lúc thấy nàng bước xuống nhà, Jeanne xúc động nói khẽ, bà vẫn không khác gì ngày xưa, Stephanie. Jeanne lại nói dối, nhưng nàng không tin. Mặc dù Stephanie vẫn giữ được thân hình thon thả, nhưng nàng biết mình đã bắt đầu có những vết chân chim ở khóe môi và đuôi mắt. Những vết nhăn đó không bao giờ biến đi mà sẽ hằn mỗi lúc một sâu hơn. Họ bước đi chậm chậm, Jeanne cố thẳng người, đi đứng chững chạc, còn Stephanie khoác tay chàng. Lúc quay về nhà, Jeanne thì thầm, tôi rất sung sướng được đi thử vừa rồi. Em mê đã cứu thể xác tôi, còn bà đã cứu tinh thần tôi. Bây giờ tôi tin tôi sẽ bình phục, tôi nên bắt đầu nghĩ đến chuyện về Pháp. Stephanie cảm thấy mình buộc phải nói, ông đã đi thế nào được? Tôi biết chứ Stephanie, nhưng cũng nghĩ dần đi thì vừa. Tôi rất tiếc phải bỏ bà lại đây. Tôi nghĩ rằng không cần phải. Cặp mắt Jeanne nói nốt câu mà miệng chàng không dám thốt ra. Stephanie cúi đầu thay cho câu trả lời. Jeanne không nài, nàng biết ơn chồng đã không nhắc gì đến Boris. Sau một lúc im lặng, Jeanne đau đớn nói, giọng chàng rụt rè. Liệu tôi có bao giờ được gặp bà nữa không, Stephanie? Chẳng lẽ tội của tôi lại lớn đến nỗi bà không thể tha thứ, hay tôi đã xấu xí đến mức bà không dám nhìn? Cả hai điều đó đều không phải, Jeanne. Ông thừa biết là không phải như thế. Nếu như bà chứng minh cho tôi thấy, Stephanie, bây giờ tôi xin bà nghe tôi nói, đừng ngắt lời tôi giữa chừng. Vậy là cuối cùng điều đó vẫn cứ đến. Đã nhiều ngày rồi Stephanie rất sợ những câu đó, nhưng nàng không thể nào nổi giận hoặc bỏ đi. Jeanne đang bất hạnh, chàng đang chân thành. Chàng phải rất vất vả mới dần dần hồi phục lại dáng vẻ của một người đàn ông có sức quyến rũ phụ nữ. Nàng đã tận tụy giúp chàng, bây giờ nàng không thể phá hủy tất cả những gì nàng đã dày công đẩy lên. Bà đừng sợ, tôi đang rất yếu sức. Tôi chỉ cao khát được thấy lại hơi ấm của bà, làn da mịn màng của bà, sự trìu mến của hai cánh tay bà. Tôi chỉ xin bà cho tôi được ngủ dựa đầu lên vai bà. Tôi sẽ chửi như đứa trẻ nhỏ. Tôi thề với bà như vậy, tôi tin rằng bà chưa thể quên đã có thời gian chúng ta thân tình với nhau, đúng không Stephanie? Cuộc đời hai chúng ta đã chuyển theo hướng khác rồi. Stephanie rụt rè đáp, cố lẩn trốn đi dĩ dãng, đang dường như đuổi theo nàng, bám lấy nàng. Tôi tôn trọng hướng đời bà chọn, tôi rất có thể lên St. Petersburg không khó khăn gì, nhưng tôi không đến đó, tôi coi thành phố ấy là nơi cấm địa đối với tôi. Bà yêu một người khác, không sao. Tại tôi đã không biết cách giữ bà. Nếu như tôi tìm đến đây thì chỉ là những báo cáo tôi nhận được khiến tôi quá khiếp sợ, quá lo cho bà. Và cũng vì tôi không quên được bà Stephanie, tôi vẫn yêu bà như ngày xưa. Jeanne cầm bàn tay Stephanie, hôn lên bàn tay nàng, miệng thì thầm những lời yêu thương, thì thầm rằng chàng không thể thiếu nàng, rằng chàng rất cần nàng. Stephanie để yên Jeanne nói và trái tim cũng xúc động. Nàng thương xót Jeanne và biết rằng mình sẽ không đủ dũng cảm cưỡng lại chàng. Nàng nhớ đến câu em mê từng nói, đừng nói phóng đại quá những rắc rối. Đêm hôm đó, Jeanne khởi đầu là đứa trẻ nhỏ, gối đầu lên vai nàng, nhưng cuối cùng chàng là người đàn ông. Stephanie để cho Jeanne ân ái mà nàng không hề xúc động gì hết, cũng không khó chịu. Nàng làm bổn phận đối với một bệnh nhân đang bình phục.
Sáng hôm sau, khi thức giấc trong vòng tay Rene, Stephanie nhớ lại đêm qua mà tim nàng nhói đau. Tối nay nữa thì sao? Rồi những nối tiếp theo sao nữa? Nàng đã phá lệ, làm sao còn khước từ chồng được nữa? Nhưng câu nói đầu tiên của Rene làm nàng sửng sốt. Stephanie, hôm nay tôi sẽ đi. Có chuyến tàu đi Bucharest khởi hành lúc 10:10 và sau đấy có chuyến tàu tốc hành từ Bucharest đi Paris. Em ấy đi với ông chứ? Nàng hỏi, đầu óc vẫn còn bàng hoàng. Chắc thế, bởi tôi vẫn còn yếu. Em ấy đúng là người tuyệt vời. Anh ta thuộc loại người làm ơn không phải để người ta cảm ơn. Thậm chí sự cảm ơn còn làm em ấy thấy bị giảm giá. Tôi cảm phục và rất yêu anh ta, cũng ngang như bà yêu anh ta. Khi nào em ấy từ Paris sang đây, bà hãy nói giúp tôi với anh ta như thế. Tôi nhận lỗi về đêm hôm qua, cái đêm không bao giờ tôi quên được. Đồng thời tôi xin bà hãy quên nó đi. Tối hôm qua tôi đã khao khát bà quá. Bây giờ tôi đề nghị và tôi xin bà đừng làm như lễ thường, đừng ra ga tiễn tôi. Giọng nói của Rene lạc đi, nghẹn ngào. Stephanie bất động đứng trước mặt chàng, không biết nói gì, tỏ thái độ gì. Bây giờ bà đi đi Stephanie, anh yêu em Stephanie, và tình yêu đó bây giờ chỉ liên quan đến anh. Thấy Stephanie ngây người ra như hóa đá, Rene ra mở cửa. Stephanie chậm chạp, rất chậm chạp, bước ra ngoài.